Chào tất cả mọi người, sắp tới đi vào ngày 8 tháng 9 thì chúng ta sẽ có một buổi mà sẽ được gặp nhau, sẽ cùng nhau vui chơi và cùng nhau ca hát và sẽ cùng nhau có một bữa tiệc nhỏ nhỏ để mà chúng ta sẽ cùng nhau ăn tiệc. Nên là mọi người hãy rảnh thì hãy đến chơi cùng với Tuấn nhé, vào ngày 8 tháng 9 nhé.